Cặp hoàng tử sinh đôi Nhật Quốc, Tấn Quốc, mồ côi ba từ trong bụng mẹ. Chúng tôi được chị gái cho mượn 150 triệu để làm album nhưng thất bại. 150 triệu thời điểm 2005 lớn lắm, mua được cả một căn nhà to rồi, Nhật Quốc nói. Song ca sinh đôi Nhật Quốc, Tấn Quốc từng gây thương nhớ với ca khúc Tuổi Teen, Cuộc Tình Phù Du gắn liền với thanh xuân của khán giả 8X. Sau hơn 8 năm định cư tại Mỹ, bỏ ngỏ sự nghiệp ca sĩ, cuộc sống của hoàng tử sinh đôi bây giờ ra sao? Nhật Quốc, Tấn Quốc được biết đến là đôi song ca song sinh gắn liền với các bài hát tuổi teen 8X như Cuộc Tình Phù Du, Vụt Bay Lên Tình Yêu. Nhờ ngoại hình sáng, phong cách âm nhạc trẻ trung năng động, anh em ca sĩ sinh đôi thành công chinh phục khán giả và được gọi với biệt danh thân thương là hoàng tử sinh đôi. Xuất hiện trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, anh em ca sĩ Nhật Quốc, Tấn Quốc bật mí với khán giả gia cảnh khó khăn ít người biết đến và lời giải đáp cho con đường nghệ thuật dang dở sau nhiều năm định cư nơi xứ người. Tuổi thơ cơ cực của hoàng tử sinh đôi. Mồ côi cha khi còn trong bụng mẹ, anh em ca sĩ Nhật Quốc, Tấn Quốc chưa một lần cảm nhận được tình cha. Tuy vậy, cô Kim Tuyến, mẹ các anh vẫn luôn gánh vác nợ nần, nỗ lực từng ngày để nuôi ba con nhỏ, cha mẹ già và người anh mắc bệnh thần kinh. Nghị lực của người phụ nữ tuổi 30 trong hoàn cảnh nghiệt ngã khiến MC Quốc Thuận không khỏi ngậm ngùi xót xa. Ngẫm lại khoảng thời gian khó khăn, cô Kim Tuyến xúc động. Năm 1991-1992 rất là khổ. Tôi rất sợ buổi chiều vì giờ đó người ta đến trước cửa đòi nợ. Nhiều khi tôi suy sụp, muốn bỏ trốn nhưng không thể. Đúng thật là một con gà bươi, bảy con gà mổ. Lúc đó tôi nghĩ việc kế toán trưởng ra chợ cá mở sạp bán cà phê nên tuổi thơ của Nhật Quốc, Tấn Quốc cũng rất cơ cực. Tôi hy sinh tất cả, lấy ngày làm đêm, chạy đi vay mượn cũng không để các con bị thất học. Con đường sự nghiệp dang dở chưa từng hối hận vì buông bỏ. Qua những hoạt động văn nghệ của trường, cặp song ca Nhật Quốc, Tấn Quốc phát hiện ngọn lửa đam mê ngày càng bùng cháy và bắt đầu đi hát, vừa thỏa niềm ao ước vừa giảm áp lực kinh tế cho gia đình. Được mẹ ủng hộ và theo sát trên từng cây số, tên tuổi Nhật Quốc, Tấn Quốc ngày càng lan rộng trong cộng đồng tuổi teen. Đỉnh điểm là năm 2004, hai anh được chị gái cho mượn 150 triệu để làm album nhưng thất bại. Thế nhưng đây cũng là bước đệm quan trọng giúp sự nghiệp âm nhạc của hai nam ca sĩ trở nên thăng hoa với các dự án album sau này. Dòng ca Cuộc Tình Phù Du còn hài hước tiết lộ chưa trả chị gái khoản vay này mà thay bằng những món quà khác làm MC Ngọc Lan bật cười thích thú. Dù hai nam ca sĩ định cư ở Mỹ đã hơn 8 năm, nhưng khán giả 8X vẫn nhớ về hoàng tử sinh đôi với những bài hit một thời và mong chờ sự tái xuất của Nhật Quốc, Tấn Quốc. Chia sẻ với MC Ngọc Lan, hai anh chưa từng hối hận về quyết định dứt áo ra đi. Lúc đi hát mà khán giả biết mình là ai, ca theo bài hát của mình thì vui lắm. Nhưng trong giới nghệ thuật này cạnh tranh rất nhiều, Nhật Quốc, Tấn Quốc có lần được đi Ấn Độ thì cảm nhận được sự thanh thản và học cách buông bỏ từ từ. Cho nên chúng tôi không hề tiếc nuối khi quyết định từ bỏ sự nghiệp để sang Mỹ. Hai anh em cũng nghĩ nếu có cơ hội sẽ quay về Việt Nam, cống hiến cho khán giả quê nhà. Trên mâm cơm ấm cúng cùng gia đình, MC Quốc Thuận Ngọc Lan đã chuẩn bị món quà đặc biệt bất ngờ là video tâm sự của chị gái ở Nhật Bản. Chị bày tỏ, nói về bổn phận làm con thì Nhật Quốc, Tấn Quốc rất hiếu thảo, còn làm em thì rất thương chị. Chị ở xa nên không lo được nhiều cho hai đứa. Chị chúc hai đứa thành công trên bước đường đã chọn, sống sao cho đẹp đời, đẹp đạo, để mẹ và chị được hãnh diện. Lắng nghe những tâm tư lời gửi gắm của chị, mẹ con Nhật Quốc, Tấn Quốc không kìm được nước mắt, nức nở trong niềm hạnh phúc sau những biến cố đã qua.